Alo, rồi trộm vía tháng này bán được nhiều hàng quá, kho sắp hết xe rồi này. Mày xem như nào, chuyển mấy con xe ra đây đi. Thế nhá, nhanh lên. Bà chủ ơi, nhà mình có cái dòng xe Ablade đời mới không? Ui, sáng nay anh vừa bán một con Ablade xong. Anh thì lại đang cần cái con Ablade đời mới đấy. Mà ở đây thì anh không ưng được con nào. Anh xem ở đây có ưng con nào khác không? Anh có thằng em, nó đang chuẩn bị thi vào đại học, mà anh đang định mua cho nó một con Ablade đời mới để tặng nó. Thế thôi, nhà em mà không có thì để anh sang bán bên À, thôi cạnh. thôi, ê, ê. Bao giờ anh cần? Mai lấy luôn không? Chắc là khoảng ngày kia đi em ạ. Ngày mai có luôn. Thế cũng được, thế thì chiều mai anh quay lại nhá. Chốt nhá, chiều mai nhá. Ok, thế anh đi nhá. Vâng ạ. Alo, Bảo à. Này, vừa có khách sộp lắm, nhưng mà đòi Everlast cơ. Nhà mình lại hết Everlast mất rồi. Thôi nên là bảo nhá, 15 phút nữa qua nói chuyện tiếp, nhớ gọi cả bà Dung đi đấy. Thế nhá. Cháu ơi, cháu ơi. À, có chuyện gì vậy bác? Chả là thế này, bác đi khám bệnh ở trên bệnh viện, cứ tưởng nó gần ai ngờ nó xa, mà bác lại chả biết đường. Cháu có thể làm phiền cho bác đi nhờ một đoạn được không? À, bác mới dừng dưới quê lên à? Đúng rồi cháu ạ, người nhà quê mà, làm có dành dụm được bao nhiêu đồng đâu, làm gì có tiền để đi taxi với cả xe ôm mà cháu. Cháu giúp cô, thà cháu giúp bác đi nhờ đến bệnh viện nhé. Dạ vâng, được ạ. Bác lên xe đi ạ. Cũng may mà cháu có mang hai mũ dự phòng. Bác đội vào đi ạ. Cảm ơn cháu tốt quá. Ôm tiền bỏ cơm hai mẹ con nhà à? Này định trốn đòi đến bao giờ hả? Chuyện này như thế nào ạ? Em có biết anh là ai đâu ạ? Bà già định cưỡng tiền mà tôi bỏ trốn đúng không? Trả nợ đi. Cô cậu ơi, cô cậu tha cho tôi. Số tiền tôi vay mượn các cô cậu tôi dùng để khám chữa bệnh hết rồi, mà bệnh tình của tôi vẫn chưa thuyên giảm. Cô cậu cho tôi xin khất thêm một thời gian ạ. Có tiền chữa bệnh mà lại không có tiền trả nợ à? À, không phải đâu. Đây là tiền con gái tôi nó đi làm thêm. Nó thương tôi bệnh tật nên nó đưa tôi đi khám bệnh ạ. À, thì ra đây là con gái của bà. Đi làm chắc là có tiền nhỉ? Trả nợ cho mẹ đấy. Ôi anh ơi, chuyện này không liên quan đến em đâu ạ. Em không biết bác ấy là ai cả. Bác ấy chỉ đi nhờ xe của em thôi. Con ơi con cứu mẹ đi. Nếu con không giúp mẹ thì bọn nó giết mẹ mất con ạ. Bác nói gì lạ thế hả? Cháu không phải con của bác đâu mà bác lại nhận cháu là con. Thôi, không phải diễn kịch được đâu. Lấy xe đi. Thôi bây giờ thế này nhá, mẹ không trả được ấy thì con trả. Lấy cái xe này cho nó luôn. Anh ơi, đây là xe của em mà anh. Bố bà mày ấy, con trả. Thôi, con bỏ cháu ra, con ơi. Bác bỏ cháu về con bác đâu. Anh ơi, trả xe cho em. Chẳng phải là bé Trang, sinh viên mới lên đại học, trọ gần nhà mình sao? Trang, em có chuyện gì thế? Chị ơi, em bị lừa rồi. Bị lừa? Em bị lừa như thế nào? Kể cho chị nghe xem nào. Bố mẹ em đi làm dành dụm mua cho em được cái xe máy. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Em nói rõ ra đi. Lúc này có một bác đến nhờ em giúp. Bác ấy bảo là đi khám bệnh nhưng mà không có tiền đi xe nên là em mới đưa bác ấy đi. Ai ngờ đi được một đoạn thì có một cặp vợ chồng xông đến đòi nợ bác ấy. Bác ấy lại bảo em là con của bác ấy. Bọn nó bảo là mẹ nợ thì con phải trả. Rồi, chị hiểu rồi. Thế xong là người ta tịch thu xe của em rồi bỏ em lại một mình đúng không? Chị ơi, đấy là cả gia tài của nhà em đấy. Bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Thôi không sao đâu. Chuyện này để chị tính. Đi. Cháu ơi. Có chuyện gì thế hả cô? Cháu ơi, cháu có thể cho cô đi nhờ đến nhà con gái cô được không? Cô gọi điện cho nó mấy lần mà không thấy nó nghe máy. Mà cô sợ tự đi bộ thì lạc mất. Vâng,
Thế cô lên xe đi rồi cháu chở cô đi ạ? À? Đây ạ. Ba đây rồi. Đi vào đây. Định trốn nợ đây à? Con đây con cứu mẹ với, chúng nó định đánh mẹ. Con này. Kìa. Bà già này, đây. Ôi con đây con cứu mẹ với, bọn chúng nó định đánh mẹ tiếp con ạ. À, thì ra cô là con của bà ta à? Bà ta không trả được ấy, thì cô phải trả. Mẹ làm thì con chịu. Tôi không phải con của bà ta. Với lại tôi không có tiền, nên tôi không có trách nhiệm phải trả tiền cho các người. Có tiền á? Có tiền thì để lại con xe nhá. Có tiền mua xe rồi không tiền trả nợ. Cô cậu ơi, cô cậu đừng tịch thu xe con gái tôi. Đây là tài sản duy nhất của nó ạ. Này, coi như cái xe này ấy là để trừ nợ. Có giỏi ấy thì anh dắt xe của tôi đi đi. Anh không ngờ rằng lúc mà anh rút chìa khóa xe của tôi chính là lúc anh kích hoạt camera thu nhỏ của tôi, đúng không? Hình ảnh của các người đã bị camera của tôi thu lại, và nó chính là bằng chứng để buộc tội các người trước cơ quan chức năng đấy. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bọn tôi chỉ đến đây đòi nợ mẹ cô thôi. Mẹ cô không trả được ấy thì cô phải có trách nhiệm với bà ta. Thế á? Các người lừa ai? Chứ làm sao mà lừa được tôi? Mục đích của các người đó chính là nhắm đến các em sinh viên mới lên thành phố, giả vờ vẫy tay để đi nhờ xe, rồi liên tục xưng hô là mẹ con, và đến cuối cùng đó chính là cướp xe của các em ấy, có đúng không? Cô bị điên à? Cô đừng có đổ oan cho người vô tội nhá. Thế thì để tôi nói cho các người biết nhá. Bà ta thì liên mồm nói tôi là con gái, trong khi đấy tôi đã thanh minh và từ chối, nhưng các người đâu có nghe tôi mà chỉ răm rắp nghe theo lời bà ta. Chứng tỏ ba người là đồng bọn với nhau và mục đích là cướp xe của tôi. Đây. Nhưng các người không ngờ rằng tôi lại thu được một hình ảnh vô cùng chất lượng, có đúng không nào? Và chính ở khu phố này có camera đấy. Camera? Và thu được hình ảnh ba người đang phóng xe máy chậm rãi đi cùng nhau. Xin hỏi đòi nợ nhau mà lại vui vẻ với nhau như vậy à? Sao? Các người còn định giỡn mặt với tôi nữa à? Chiêu trò giả vờ vẫy tay để đi nhờ và cướp xe của các người ấy đã bị tôi lật tẩy rồi. Cố được lắm, cố đợi đấy. Trước khi đến đây, tôi đã báo 113 rồi. Và toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta đã được gửi đến cho công an. Con đường này cũng đã được công an phong tỏa rồi. Còn bây giờ, anh với tôi lên phường.